Hello mọi người, lại là em ý đây. Thì hôm nay em ý sẽ chơi lớn với anh chị cô chú một lần nữa, tại vì hôm nay có những cái mặt bông cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc luôn. Nhưng mà hôm nay em ý chơi lớn mọi người, một cây em ý cũng vẫn ship, và một cặp thì em ý bán 250.000, em ý cũng vẫn bao ship cho mọi người. Hôm nay em ý chơi lớn hơn hôm bữa luôn, là bởi vì sao? Hôm bữa trước em sẽ ship từ một cặp mà hôm nay em ý ship từ một cây luôn, chơi hết mọi người, bán được chơi hết nha. Đó, cho nên là nếu như mà anh chị cô chú nào thấy được cái mặt bông trong cái clip này mà mình cảm thấy yêu thích thì mình nhớ alo em ý qua số điện thoại 0989 214 119 để em ý sẽ chốt đơn cho mọi người nha. Thì hôm nay đầu cái clip này em ý sẽ có một cái cây vàng lưỡi đỏ, khuôn bông cực kỳ tròn. Phải nói là tròn tròn không thể nào tả màu được mọi người. Nó tròn như cái trứng gà, cái trứng vịt vậy đó mọi người, nó rất là tròn luôn. Cái cây này trước hứa với mọi người, nói đây là có em ý đồ luôn nha. Cây này trước em ý bán 180-200 ngàn một cây, và tầm một năm quay lại đây thì nhà em ý không có cây bán. Cái cây đầu tiên ở cái clip này em ý sẽ lên một cái cây cho mọi người xem, nha. Cái cây này là Nakon Chai Sĩ Stra. Cái này em ý chia sẻ với mọi người, một cây bán giá 130 ngàn, mà một cặp em ý bán giá 250 bao ship, một cây cũng vẫn ship. Nhưng mà một cây thì anh chị cô chú mình phải chịu ship. Còn nếu như lấy một cặp 250 em ấy bao ship cho mọi người. Chơi lớn từ trước tới giờ là hôm nay em ấy chơi lớn chưa từng thấy luôn mọi người. Chơi lớn hết cỡ lần này với mọi người luôn. Anh chị cô chú nào mà thấy cái clip này của em ấy, mọi người tranh thủ mọi người chốt để mình được sở hữu những cái mặt bông tuyệt vời này nha. Mặt bông Nakon Chai Sĩ Stra này em ấy chia sẻ là cây tầm này với mọi người. Cái này em ấy chia sẻ với giá là 130 ngàn một cây, một cặp thì 250 nha mọi người. Mọi người thấy cái mặt bông chưa? Nhìn em nói thiệt chứ, cái này mình nhìn vô cái bông với cái lưỡi thôi là mình thấy sướng rồi mọi người. Đó, sướng chưa? Trời ơi, nó đẹp kinh khủng luôn. Cây em bán tầm như thế này, một cái cây rất là to và đang phát triển cực kỳ tốt. Nhưng đợt này em sẽ bán hàng sơ dừa cho mọi người cơ, mọi người chơi. Về anh chị cô chú mình bỏ cái sơ dừa, mình vô chậu mình trồng lại giùm em ý nha. Đợt này là do nhập cây quá nhiều cho nên là hiện tại là nhà em ý chưa có trồng lại kịp. Cho nên anh chị cô chú mình có gì trồng lại giùm em ý nha. Nakon Chai Sĩ Stra này em ý bán một cây là 130 ngàn, một cặp là 250. Cứ một loại như thế này mọi người, làm cho em một cặp đi, về mình vô cái chậu lớn. Từ giờ tới cuối năm thôi mình xác định mình có chậu nái mình chơi. Cướp hai cây như thế này vô một chậu to, chậu 16, chậu 18, chậu 20 hay là chậu hai mấy gì đó, tùy theo sở thích của mỗi người ha. Là từ giờ em mới đảm bảo với mọi người, từ giờ cuối năm là mình có một cái chậu nái để mình chơi tác phẩm. 130.000 một cây, 250 một cặp. Nhanh tay em mới sẽ chốt đơn cho mọi người, số lượng rất là ít, không có nhiều, em mới sell. Anh chị nào nếu như mà còn thấy cái clip này của em ý thì em ý vẫn sale cái giá này cho mọi người chơi. Còn nếu như mà mọi người không thấy cái clip này nữa thì em ý đã tắt cái chế độ xem rồi, mọi người là em ý không sale nữa. Lâu lâu sale vui một bữa cho mọi người chơi thôi, chứ sale hoài thì cũng tội nghiệp em ý, đúng không? Tiếp theo, cái cây thứ hai là cái cây Chom Thong Fancy. Cây Chom Thong Fancy hôm nay em ý lấy ra sale cho mọi người chơi luôn. Chom Thong Fancy em ý bán cây to cỡ này, mọi người thấy không? Cây nó to cỡ này chứ không phải là cây hàng thường, không phải là cây dạng thường, không phải cây xay, không phải là cây con, cây nhỏ gì luôn. Cây rất 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 là to. Cây này em ý bán 130.000 một cây, 250 một cặp bao ship. Một cây thì anh chị cô chú mình chịu ship giùm em ý nói rõ ràng trên cái clip này luôn. Chỉ 130.000 một cây Chom Thong Fancy mà 250 một cặp bao ship. Anh chị cô chú nào thích nhanh tay alo em ý sẽ chốt Chom Thong Fancy cho mọi người xem. Mọi người thấy cái mặt bông Chom Thong Fancy chưa? Quá xuất sắc mọi người. Còn cái màu nào mà nó gắt hơn cái cây này nữa? Nói về hàng tem thì còn cái cây nào nó gắt hơn cái cây này nữa? Và cái dòng này nè mọi người xem thân lá của nó, mọi người thấy không? Thân lá tròn quay, nó tròn cái dạng như lá mít đó mọi người. Lá nó tròn và nó đẹp như cái lá mít đó. Rất là cưng. Nè mọi người xem cái lá của nó rất là dày. Lá rất là dày thì mình đồng nghĩa với cái việc là hoa rất là dày. Mà hoa rất là dày thì mình sẽ đồng nghĩa cái việc là mình chơi rất là lâu tàn mọi người. Cực kỳ bền bông, cực kỳ lâu tàn. Đó, cái loại thứ hai. Cái loại thứ ba em ấy sẽ lên cho mọi người xem. Đó là một cái cây màu trắng họng vàng. Trời trời, cái cây này lúc giờ không biết bao nhiêu anh chị cô chú hỏi em rồi mọi người.
mà không có hàng để bán chia sẻ cho mọi người. Cái này em mới lấy hoa mẫu tại nhà em mới chơi, không có lấy hàng hình mạng hình gì cho mọi người xem. Cây gì chứ cái cây trắng này thì bụi cực kỳ to cho mọi người chơi. Nè, mọi người thấy cái cây, cái chậu hoa mẫu à, nhìn cái thân lá nó cùn ghê không? Thân lá rất là cùn. Đó, mọi người thấy mà hoa nó nở còn đẹp còn to như thế này. Cây nào chứ cái cây này mình trồng đạt thì bông phải từ 16 tới 18 xăng. Cây này mà mình trồng đạt thì bông phải tầm 16 tới 18 xăng và cực kỳ thơm mọi người. Nó thơm một cách kinh khủng khiếp luôn. Thơm lắm. Đó, nếu như mà anh chị mình không đủ điều kiện mua một cặp 250 thì mọi người cứ chi 130.000 mọi người mua một cây về chơi cho em. Lúc đó là mình sẽ biết cái mức độ đẹp của nó như thế nào thôi nha. Cái này em ý bán cũng 130.000 một cây, một cặp 250. White Diamond. White Diamond em ý chia sẻ giá. Hôm nay nhà em ý chơi lớn với mọi người một bữa. Chia sẻ giá 130.000 một cây, 250 một cặp. Cái chậu mọi người thấy không? Sao mà nó to dữ không biết. Nó to bình thường, nó to hơn cái những cái chậu bình thường lúc trước em ý bán 180 nữa. Mà hôm nay em ý nhập được cái lô hàng đẹp này. Không phải là nhập cái lô hàng đẹp thì em ý sẽ bán mắc hơn. Nhập trúng cái lô hàng đẹp được giá rẻ em ý sale rẻ cho mọi người chơi. Cứ nhập được hàng rẻ em ý bán rẻ cho mọi người chơi. Cho nên là mình thấy cái clip này em ý mình cứ tranh thủ mình chốt về chơi đi mọi người. Cực kỳ đẹp và cực kỳ đáng chơi. Hôm nay em ý sale toàn những cái mặt bông VIP cho mọi người chơi. Không phải dạng thường. Không phải những cái mặt bông dạng thường luôn mọi người. Cái cây tiếp theo là cái cây màu hồng bánh bèo này. Anh chị nào mà gu màu hồng bánh bèo thì về với đội em ý ngay. Mời về ngay và luôn với đội em ý nha mọi người. Đẹp kinh khủng luôn. Này mọi người thấy không? Cây này đặc biệt nó có hai con mắt nè. Nhìn nó như siêu nhân đó mọi người. Cái cây màu hồng này mình nhìn nó như siêu nhân luôn. Nó rất là đẹp. Cái cây này là Hát Gia Lai Ma Ri Song. Đó. Nếu như mà anh chị cô chú mình không nhớ tên. Tại vì tên nó tiếng Tây, tiếng Tàu không mà nó lai đủ kiểu lai hết á. Cho nên mình không nhớ thì mình cứ chụp màn hình mặt bông mình gửi qua Zalo của em. Mình cứ lần theo cái số điện thoại 0989214119. Mình sẽ tìm ra cái Zalo của em ý nha. Cái này em ý bán 130.000 một cây, một cặp cũng 250. Mọi người thấy không? Nó hai có hai con mắt song song như thế này nè. Nhìn nó y như siêu nhân rất là đẹp. Nó y như siêu nhân cực kỳ đẹp luôn. Cây em ý bán thì nó sẽ tầm như thế này. Dòng này là tạng cây lá nó hơi trung. 120.000, 130.000 một cây, một cặp 250. Em ý bao ship cho mọi người. Màu hồng bánh bèo. Cái gu này em nói thiệt, em biết là cái gu này là những cô chú mà tuổi trung niên rất là thích, rất là yêu nè. Cho nên em cố tình em nhập cái gu này về cho những anh chị cô chú trung niên chơi đó. Cái màu này là một cái màu rất là nhã nhặn, rất là siêu cưng và rất là đáng chơi. Tiếp theo em ấy sẽ lên một cái cây mini vàng tuyền, cây bông chùm cho mọi người chơi. Cây này em ấy cũng bán 150 một cặp. Bán 150, bán 7. Bán 130.000 một cây, 250 một cặp bao ship cho mọi người chơi. Mini vàng tuyền bông chùm. Đó. Cái này riêng cây nào chứ cây này là mọi người phải chơi giùm em. Mọi người phải chơi, mọi người phải tin em. Bởi vì sao? Cái này là nhà em đã có chơi chậu tác phẩm rồi mọi người. Riêng cây này mọi người gộp 3 cây này cho em. Mọi người về vô cái chậu lớn. Mình chơi bông quanh năm luôn mọi người. Hồi trước em đi thi trên Đồng Nai là nhà em có đem một chậu tác phẩm này đi. Thi xong đạt giải nhất là có những anh chị ở ngoài Vũng Tàu hốt luôn, chia lại luôn. Nó quá đẹp mà mọi người, nó quá xuất sắc mà. Người ta không thích sao được, cái cây này nó quá đẹp, quá xuất sắc, người ta không thích sao được. Là một cái chậu ná em nói mỗi lần nó nở bông là nó làm rần rần luôn mọi người. Mà cái màu vàng của nó em nói nó nở, nó chói chang kinh khủng luôn. Nhìn vô là ai cũng thích, ai cũng chia hết á. Nhưng mà nói chung buôn bán mọi người, anh chị nào mà mình cảm thấy yêu mến thì mình chia. Mặc dù chia cho cái anh A giá rẻ hơn, anh B trả giá cao hơn, nhưng mà không, nếu mà mình cảm thấy yêu mến Anna thì mình vẫn chia cho Anna. Đó. Cây này nè mọi người thấy cái mặt bông không? Mini vàng tuyền. Đó, một cặp 250 bao ship, một cây thì 130.000. Cái này làm 3 cây về vô chậu nái cho em mọi người. Mọi người cứ vô chậu nái đi. Mai mốt mà có hội thi, em đảm bảo với mọi người em ý sẽ chỉ chỗ cho mọi người đem đi thi. Nó rất là đẹp mọi người, không thi, không vô, không chơi nhiều là uổng lắm. Những cái mặt bông toàn mấy năm về trước là không có hàng bán không à. Chứ không phải giọng này không phải muốn mà có mà bán đâu mọi người. Cái cây thứ hai, cây tiếp theo em ấy sẽ lên một cây này cho mọi người chơi. Mini màu đỏ. Mọi người thấy không? Nó rất là đẹp. Có 130.000 cây à. Hai cây em ấy cũng sẽ bao ship mà có 250. Hai cây mình vừa được bao ship, mình vừa được giảm 10.000. Rất là lợi. Nếu như mình có điều kiện thì mình cứ gom tiền mình mua lần hai cây 250, nhận hàng giao 250 cho anh ship giùm em, mình nhận về hai cây mình vẫn lợi.
Anh chị nào thích siêu tầm cái cây mini đỏ này thì alo em Mỹ chốt cho mọi người, nó rất là đẹp. Cứ một cây bán luôn, một cây em vẫn ship luôn. Hôm nay em chơi lớn với mọi người, em lấy nó chơi lớn là em Mỹ sẽ chơi lớn, một cây em vẫn ship. Hai cây là 250 một cặp, em bao ship. Đó. Tiếp theo cái cây này em mới chia sẻ cho mọi người một cái cây màu blue này. Mọi người thấy không? Blue này em bán 120 cây cho mọi người chơi. Hai cây em bán 120 cây cho mọi người chơi. Hôm nay bán rẻ cho bán rẻ vậy cho mọi người chơi, mọi người rất là đẹp. Cây em bán tầm như thế này nè, cỡ này nè. Anh chị nào thích siêu tầm blue, alo em Mỹ liền để chốt blue nha mọi người. Cái blue này bông này cũng rất là đẹp luôn. Anh chị nào thích cây bông thì alo em Mỹ sẽ báo cho mọi người. Chậu này là chậu nái, không phải chậu nhỏ nha mọi người. Chậu này là chậu nái. Còn hàng lá em bán là 150 120 một cây. Thì nhân tiện đây, em Mỹ cũng chia sẻ cái kinh nghiệm của mình theo ý mình cho mọi người xem. Đây là một cái cây màu blue, khi mới nở ra thì nó sẽ là màu trắng thôi mọi người. Nó chưa có lên được cái màu blue như vậy đâu nha. Nếu như mà anh chị cô chú mình, những anh chị cô chú nào đã có kinh nghiệm chơi rồi thì em không nói tới. Cái đây là em chỉ chia sẻ cho những anh chị mà chưa chơi hoặc là mới chơi. Thì một cái bông mình muốn lên màu cho nó chuẩn thì mình trồng khi nó nở ra phải có nắng mọi người. Mọi người phải treo cho nó ăn nắng tầm 1 tới 2 tới 3 ngày thì nó mới lên chuẩn màu của nó. Ví dụ như cây này mới nở ra màu trắng, mọi người phải cho ăn nắng vài ba ngày thì nó mới lên thành màu blue như thế này nha. Chứ không phải nở ra một phát là nó qua cái màu blue được. Thậm chí là có những cây màu đỏ mới nở ra, mọi người đừng nghĩ là mới nở ra là nó sẽ ra màu đỏ liền. Không có. Không có nha mọi người, mới đổ ra nó sẽ là màu vàng. Và mình cho ăn nắng vài ba ngày sau nó sẽ lên màu đỏ. Cái này là em hơi trải lòng, em hơi buồn, em trải lòng với mọi người là bởi vì sao? Bởi vì hôm qua có một chị kia có nhắn tin cho em vậy nè. Nếu mà chị đó có xem được cái clip này của em á thì em cũng mong là chị đó hiểu. Tại vì cái cây blue của chị mới nở mà chị kêu là em bán không đúng cây, sao nó ra màu trắng. Đúng, một cái cây blue đơn giản nếu mà chị để nở trong bóng tối hoặc trong trời mát nó chỉ ra màu trắng thôi. Nếu như mà chị không cho nó ăn nắng thì chứ nó chỉ mãi là màu trắng, không bao giờ nó lên màu blue được. Chị nói em là bán không đúng bông, nhưng mà cái đây em biết là em biết, nhưng mà em không, em giải thích cho chị hiểu, nhưng mà em không thèm đôi co làm gì. Tại vì chỉ những anh chị nào chơi rồi mới biết, chắc chị đó chưa chơi cho nên chưa biết, cho nên em có giải thích nhưng mà dạng như chị đó không tin đồ này kia. Nhưng mà em nói chung là em không chấp mọi người, tại vì em biết. Thậm chí ví dụ như em mới chơi thì cũng vậy thôi. Nhưng mà mình chơi thì mình phải tìm hiểu mọi người. Mình làm bất cứ một cái việc gì thì mình cũng phải tìm hiểu về nó kỹ rồi mình mới chơi. Mình mới tham gia, mình mới đầu tư. Chứ đừng có mình mà mới ấy. Ví dụ như mà em ấy bán một cái hướng cách một lá đi. Anh chị cô chú nhắm mà mình trồng được thì mình hãy mình chốt về chơi. Còn nếu mà mình nhắm mình không dám trồng, mình còn nhát tay, mình mới quá mình còn nhát tay. Ừ thôi ý ơi, ý chồng giùm chị, chồng giùm cô đi, khi nào rễ nó ra thì chị hoặc cô sẽ lấy. Cái đó là sẵn sàng mọi người. Cái đó lúc nào em ấy cũng sẵn sàng hết á. Còn nói về cái bông mà giao về mọi người mà kêu bán cây sao mà nở bông không đẹp, không có đâu mọi người. Cái đó là bông nở là nó phải có nắng. Nếu mà bông nở, với lại cái thứ hai nữa là bông nở ra mà anh chị cô chú đòi thơm là không thơm được. Không có thơm được nha mọi người. Mới nở ra thì phải vài ngày sau nó mới lên hương, nó mới lên mùi được. Chứ mới nở ra thì bắt nó thơm thì không thơm được đâu mọi người. Cái đó là em nói thiệt. Nếu như mà anh chị cô chú nào đã chơi nhiều có kinh nghiệm thì sẽ biết thôi. Còn ở đây em nói là những em đây là em có chia sẻ kinh nghiệm với em là với những anh chị cô chú mới tập chơi, mới về đội của em thì mọi người hãy thư thả. Nói chung cái này mình chơi cái này cũng là một tập một cái tính kiên trì cho mình á. Mình phải kiên trì từ từ, khi nào rồi mình khẳng định cái cây đó. Ví dụ như em bán cho mọi người. Em bán cho mọi người cái cây này này kia kia nọ. Với lại cái thứ hai nữa rút kinh nghiệm, nếu mà mọi người mua cây bên em, mình về mình kiểm tra liền cái cây đó có vấn đề gì, chụp cây qua gửi em liền để em biết em xử lý cho mọi người nha. Có gì mà em thứ nhất nếu mà bị thối gì em sẽ đền bù cho mọi người kịp thời. Thứ hai cây có gãy bể gì thì em cũng sẽ đền bù cho mọi người kịp thời. Chứ tránh cái trường hợp có những anh chị kêu em ơi cái cây đó lúc về nó bị thối một thân rồi mà chị không nói em, 2 tháng trời mới nói em, làm sao em đền cho mọi người được. Em nói thiệt, mọi người nói liền ngay lúc đó, lúc khui hàng ra. Nói chung là cái gì cũng vậy, nó có sách mách có chứng. Em mới gửi ra cây khác đền ngay cho mọi người, không có đáng đâu mọi người. Tuy là em mới lỗ thiệt, lỗ đó là lỗ về mặt tiền bạc thôi mọi người. Tiền bạc thì dễ kiếm nhưng mà tình cảm đối với khách hàng khó kiếm lắm. Cho nên em mới sẵn sàng với đền bù cho những anh chị gọi là có tâm biết điều. Còn những anh chị mà em nói thiệt, có những anh chị mua cái cây 2-3 tháng trời mới quay lại nói em ý ơi cái cây đó thối rồi, đền này kia. 2-3 tháng trời rồi cái cây có 100 mấy. Ví dụ như mà lúc trước á,
thui ra thúi, em có nói với mọi người anh chị cứ quan sát, nếu mà thúi thì nói em, lúc đó là một tháng em vẫn đều bình thường, hai tháng em vẫn đều bình thường, tại vì nó thúi dần. Nhưng mà đây lúc mà mới khui ra mọi người không nói gì em thì em không biết. Như vậy thì mình sẽ rất là thiệt thòi, như vậy là phần thiệt thòi là sẽ nghiêng về về anh chị của chú á. Còn em ý không đền thì em ý cũng áy náy lắm, cho nên có gì mọi người cứ gửi tin nhắn làm liền, làm luôn cho nóng, gửi qua Zalo cho em ý nha. Thôi cái clip này em ý trải nghiệm này tới đây thôi nha. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye mọi người nha. Hôm nay em ý chơi lớn đó, tranh thủ nha mọi người ơi.